ngành công nghiệp quốc phòng đạt lợi nhuận cao, các công ty quốc phòng đang công bố những kết quả kinh doanh mạnh mẽ. Lợi nhuận gia tăng, tỷ lệ lợi nhuận cũng đã được cải thiện và các cắt giảm chi phí đang giúp cho lợi nhuận. Lợi nhuận trong quý đầu tiên của Boeing đã tăng gần 20% bất chấp vụ các máy bay 787 Dreamliner bị cấm bay. Lợi nhuận và doanh số bán hàng của Northrop Grumman cao hơn dự đoán và lợi nhuận của General Dynamics vượt xa kỳ vọng. Nhưng cả ba đều báo cáo những doanh thu đáng thất vọng do các khách hàng quân sự của họ phải đối phó với các cắt giảm ngân sách sắp tới. Hiện nay, Bộ Quốc phòng vẫn chưa rõ số tiền mà mình có thể sử dụng cho các chi tiêu. Rất khó để đo lường tác động tương lai của các cắt giảm ngân sách, nhưng các công ty nói rằng họ đang đối mặt với tác động này. Các nhà đầu tư thích những gì họ được nghe, giá cổ phiếu của các công ty này đã tăng cao. Nhưng cũng đang có mối quan tâm cho rằng, với tất cả các chuẩn bị cho việc cắt giảm ngân sách có thể làm thiệt hại khả năng tăng trưởng của các công ty. Quốc phòng là một trong nhiều lĩnh vực đang chuẩn bị trước các cắt giảm ngân sách liên bang. Các doanh nghiệp khác, bao gồm cả các hãng hàng không và lĩnh vực y tế, đang đối mặt với tác động thật sự của việc cắt giảm chi tiêu.